Lệ Quyên lên tiếng thất vọng với chị đẹp đạp ra rẽ sóng, niềm tin vụn nát ở cuộc chơi này. Thôi tôi lỡ ở đây rồi, cứ lợi dụng đi nếu ai đó đã cần. Toàn khóc quá, điều tôi không hình dung ra được. Giá như không có điều này thì cuộc vui thật sự trọn vẹn lắm, Lệ Quyên chia sẻ. Lệ Quyên khẳng định chương trình Chị đẹp đạp giá rẽ sóng là một game đúng nghĩa, kết nối yêu thương nhau không phải một cuộc thi hát. Trong đêm nhạc gần đây, ca sĩ Lệ Quyên tiếp tục lên tiếng về những nùm xùm. Cuộc thi chưa như kỳ vọng của Lệ Quyên. Chị chia sẻ rằng chương trình Chị đẹp đạp gió như mang đến một chiếc kẹo rất đẹp. Ban đầu chị hy vọng chiếc kẹo này không những đẹp mà còn ngon. Tuy nhiên khi mở chiếc kẹo ra, tôi thấy trong đó chỉ toàn là giấy, không đẹp đẽ, không chứa chan. Chị bày tỏ thất vọng bởi chương trình không như mong muốn hay kỳ vọng ban đầu. Dù chương trình xảy ra nhiều chuyện không vui, nhưng Lệ Quyên cảm nhận được những cảm xúc sự gắn kết giữa các nghệ sĩ tham gia các hoạt động bên lề tập luyện hay thi đấu. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng không phải cuộc thi hát. Lỗi duy nhất của tôi là hay nghĩ người khác giống như mình, tất nhiên có nhiều điều xảy ra. Với cá nhân tôi thôi, đã có nhiều chuyện xảy ra rồi chứ đừng nói tập thể, nhưng phần lớn đó là những cảm xúc tuyệt vời. Tất cả những gì khán giả thấy trên sân khấu nó thực sự, vui vẻ, yêu thương là có thật. Nhưng có những thứ không thật thì tôi cũng đã hiểu ra. Lệ Quyên khẳng định chương trình Chị đẹp đạp giá rẽ sóng là một game show đúng nghĩa. Nếu mà game over thì chúng ta trở lại với cuộc sống đời thực, trở lại sân khấu, Lệ Quyên bộc bạch. Trước đó Lệ Quyên từng đăng tải tâm thư dài trên trang cá nhân, ám chỉ một thành viên chương trình Chị đẹp đạp giá rẽ sóng phá hỏng công sức của cả ekip. Trước tâm sự của chị, khán giả đưa ra lời khuyên, chỗ đứng của Lệ Quyên là sân khấu, là nơi cầm micro hát live, còn chương trình thực tế không phù hợp. Từ đầu chương trình Chị đẹp đạp giá rẽ sóng đến nay, cái tên Lệ Quyên thường xuyên được nhắc đến trong những tranh cãi trái chiều. Chị từng bị khán giả cho rằng ban cố vấn Thiên Vị chấm điểm cao hơn ở vòng trình diễn cá nhân solo. Sau đó tiếp tục dính đến những tranh cãi liên quan đến bạn trai MC Lâm Bảo Châu.